Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang đến với lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải bóng đá các câu lạc bộ bất động sản ở Bình Dương trên cúp Hoàng Khôi. Chúng ta đang thi đấu tại sân vận động bóng đá Mini Tâm Anh. Hai đội đang chuẩn bị những thủ tục để bắt đầu vào sân đấu. Chưa. Vâng, xin chào quý khán giả các bạn đang theo dõi qua fanpage của Phố Bình Dương. Cuộc đối đầu đầu tiên của bảng A giải bóng đá các câu lạc bộ bất động sản Bình Dương năm 2019 Cúp Hoàng Khôi. Ở trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý khán giả các bạn trận đối đầu giữa cao thủ TFC và cao thủ Netmoc FC. Ở trong hiệp 1 của cuộc đối đầu hôm nay thì cao thủ TFC họ sẽ là người bảo vệ cầu môn phía bên tay phải trong bộ trang phục xanh rực. Còn cao thủ Netmoc FC họ sẽ là người bảo vệ cầu môn phía bên tay trái trong bộ trang phục xanh lá cây. Ở trong ngày hôm nay thì cao thủ TFC họ sẽ ra quân gồm cao thủ số 12 Như Hảo, số 10 Hữu Tài, số 19 Cao Nguyên, số 6 Bohania Vĩ, số 20 Đức Vinh và cầu thủ mang áo số 4 đó là Gia Hiển. Trong khi đó, đội hình ra quân ngày hôm nay của cao thủ Netmoc FC gồm có cầu thủ mang áo số 1 thủ môn Thanh Tuyển, số 17 Ngọc Vương, số 8 đó là Văn Tuấn, số 2 Hoàng Trung, số 18 là Ngọc Quỳ. Và như vậy là hiệp 1 của cuộc đối sức ngày hôm nay đã được bắt đầu. Những người đang cầm bóng là cao thủ TFC. Bohania Vĩ. TFC được đánh giá là đường một đội hình rất mạnh tại giữa lần này. Dứt điểm. Những người đã có pha dứt điểm đầu tiên của đối sức lần này đó là cao thủ Netmoc chứ không phải là trẻ. Để bắt bóng rất nguy hiểm. Cả được bóng rồi. Bohania Vĩ. Một đường chuyền hơi lỗi của cao thủ TFC vẫn còn. Dứt điểm. Chuyền đá biên thuộc về đội bóng TFC. Trọng tài yêu cầu cao thủ TFC sẽ thực hiện lại pha đá biên của mình. Vẫn đang là Bohania Vĩ. Bohania Vĩ sẽ là người chơi thấp nhất trong đội hình của cao thủ trẻ trong trận đấu này. Vẫn nào. Lôi rồi. Lỗi rõ ràng của một cầu thủ Netmoc đối với Hữu Tài. Hữu Tài và Bohania Vĩ là hai cầu thủ chú ý nhất bên phía đội bóng TFC tại trận đấu này. Sẽ có một tình huống đá phạt dành cho cầu thủ TFC và đứng trước bóng đang là Bohania Vĩ. Cơ hội để Bohania Vĩ có thể có được bàn thắng đầu tiên tại trận đấu này. Liệu đây có phải là một pha dứt điểm thẳng hay không? Một đường chuyền không được.
người vừa tung ra cú dứt điểm cuối cùng cho cầu thủ KFC đó là Như Hảo. Nhưng rất tiếc pha dứt điểm của anh, bóng lại đi ở một vị trí khá xa khung thành của mình. Đá biên cho cao thủ Nét Bọc. Vẫn đang là những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng của hai đội trong ngày hôm nay. Bơ hơi nè Vy. Dứt điểm không vào. Lại là một pha bóng bắt nguồn từ Bơ hơi nè Vy. Và chính anh đã là người thực hiện pha dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên một lần nữa thì cao thủ Tre lại không thành công trong pha bóng vừa rồi. Hữu Tài xoay sở rất hay. Đẩy bóng hơi dài rồi. Bơ hơi nè Vy. Hữu Tài đang di chuyển. Không có lỗi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Cơ hội cho cầu thủ Đen Bóc. Dứt điểm không vào. Đó là tình huống bỏ lỡ của Ngọc Vương. Cả hai đội vẫn đang tạo ra cho mình được vô vàn cơ hội. Tuy nhiên, bàn thắng thì vẫn chưa đến ở hiệp thi đấu đầu tiên này. Thanh Tuyển. Ở trận đấu cùng giờ với cao thủ Tre và Nét Mộc còn diễn ra một trận đấu khác tại sân đấu số 2. Đó là cuộc đọ sức giữa cao thủ ở trận đấu số 2 sẽ đang diễn ra cuộc đọ sức giữa cao thủ Bất Động Sản Miền Nam và cao thủ Đông Phương. Và để mất bóng khá lớn gần của Hữu Tài. Như vậy là ở sân đấu số 2, những người đang tiếp đón đội bóng Bất Động Sản Miền Nam đó là câu lạc bộ Đỗ Gia Phát FC. Ở trận đấu bên kia thì dường như cao thủ Bất Động Sản Nam Dương, xin lỗi quý vị, Bất Động Sản Miền Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trước cao thủ Đỗ Gia Phát FC. Ở trận đấu này thì chúng tôi vẫn đang gửi quý vị các bạn trên fanpage của Phú Bình Dương với phần bình luận của bình luận viên Lê Quân. Một cơ hội không vào. Đó là pha bỏ lỡ của người vừa mới được tung vào sân ở trận đấu này. Đó là Nguyễn Phát Đạt. Quả đăng tiên cho cầu thủ Nét Bọc FC. Như Hảo. Đây là Hữu Tài. Vẫn đang là những đường chuyền nhẹ nhàng của cầu thủ FC. Song song với giải đấu Bất Động Sản Bình Dương thì cầu thủ FC còn tham gia một giải đấu lớn nước của Bình Dương. Đó là giải vô địch sân bay. Ở giải đấu này thì họ đã có một trận đấu ra quân không thành công khi nhận thất bại với tỷ số là 1-0 trước cao thủ Bất Động Sản Nam Dương, một đội bóng rất mạnh tới từ Quảng Trị. Vào chiều ngày mai thì cao thủ Tre FC cũng sẽ gặp một đối thủ khác tại giải đấu sân bảy, đó là cao thủ Kim Huyền. Không có bàn thắng cho Hữu Tài. Không người vừa dứt điểm đó là Như Hảo. Thủ thành Thành Tuyền đã chơi rất hay trong pha bóng vừa rồi. Đây là Hữu Tài. Rồi, vào rồi. Bàn thắng đã được mở cho cao thủ Tre FC. Người ghi bàn đó là Đức Vĩnh. 1-0 trong trận đấu ngày hôm nay. Thank you.
Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ thì lần này Đức Vinh đã giúp cho cao thủ TFC có thể vươn lên dẫn trước trong hiệp 4 này. Một tình huống phạt góc được dành cho cao thủ Netbox FC. Bàn thắng đã được không công nhận cho cao thủ Netbox. Trọng tài đang nhắc nhở cao thủ Netbox cần phải nghe tiếng còi của trọng tài trước khi thực hiện những pha bóng của mình. Một lần nữa thủ thành Cao Nguyên lại chơi rất hay trong pha bóng vừa rồi. Thêm một tình huống đá biên nữa dành cho cao thủ Netbox. Giải đấu bất động sản Bình Dương Cúp Hoàng Khôi năm 2019 quy tụ 16 đội bóng mạnh đến từ Thủ Dầu Một. Ngay sau khi hai trận đấu này khép lại thì còn có 6 trận đấu khác sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ và 20 giờ. Những đội bóng được đánh giá mạnh tại trận đấu này như là cao thủ Trần Thành và đặc biệt là đội bóng Tre FC, đội bóng đang thi đấu trong trận cầu ngày hôm nay. Bohemia Vĩ, Như Hảo, Đức Vinh. Giới bóng đá phủi miền Nam chắc không còn lạ lắm gì với cái chân phải của Bohemia Vĩ nữa rồi. Anh là một cầu thủ chơi rất hay tại các giải bóng đá sân 5, sân 7 và đặc biệt là sân Mỹ 1. Thời tiết tại sân bóng Trâm Anh ở Thủ Dầu Một đang có một vài giọt mưa nhỏ. Điều đó đang ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của hai đội trong trận cầu ngày hôm nay. Tiếp tục sẽ có một pha tình huống đá phạt góc nữa dành cho cao thủ Netbox FC. Phản công cho cầu thủ trẻ Như Hảo không hiểu ý rồi. Đó là một pha phối hợp giữa Như Hảo và Hữu Tài. Thêm một tình huống tiết điểm nữa. Cơ hội. Pha đánh đầu hơi nhẹ của Như Hạo. Phát đạt. Hoàng Trung. Trọng tài đã xác định có lỗi giữa hàng hậu vệ và thủ môn bên phía đội bóng Netbox FC. Và cao thủ Tre FC sẽ được hưởng một tình huống đá phạt gián tiếp. Trong bộ môn bóng đá 5 người thì nếu như thủ môn giao bóng lên chưa đi qua vạch bên phía đối phương thì sẽ không được trả bóng về. Và trong tình huống vừa rồi thì cao thủ Netbox FC đã phạm lỗi. Bohemia Vĩ tiếp tục sẽ là người đứng trước pha đá phạt này dành cho cao thủ Tre FC. Cơ hội để anh nâng được tỷ số lên 2-0 trong trận đấu này. Đang tiếp mà. Cái này dành 2-2. Dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho cầu thủ TFC. Người vừa đền tên lên bảng tỷ số đó là cầu thủ vào số 10 Hữu Tài. Pha phối hợp đá phạt rất hay giữa Bohemia Vĩ và Hữu Tài. 2-0 trong hiệp 1 của cuộc đối xuất ngắn này. Hữu Tài, Bohemia Vĩ, cắt ngang đi,
Rất tiếc là Hữu Tài đã không thể bằng vào kịp thời trong đường căng ngang của Bernavi. Hữu Tài, Bernavi cùng với Như Hảo đang làm khó đội hình của cao thủ Network FC. Nguyễn Phi Nghĩa bên phía đội bóng FC cũng đã tung vào sân ở hiệp đầu tiên này. Lỗi chạm tay rồi. Lỗi chạm tay của Hoàng Trung. Điều khiển trận cầu ngày hôm nay của chúng tôi đó là ông Lê Tấn Phát và ông Tân Hoàng Tuấn. Tô số tài đến từ thủ số 1. Bóng vẫn còn trong cuộc. Gia Hiển đã có lỗi rồi. Đã phạt cho cao thủ KFC. Vẫn như thường lệ thì Bonavi tiếp tục sẽ là người thực hiện pha đá phạt này. Dứt điểm. Thêm một tình huống đá biên nữa dành cho cầu thủ KFC. KFC đang tỏ ra rất mạnh trước cao thủ Network FC. Thưa quý vị, rồi đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8 Phú Nhật. Như vậy là Hữu Tài và Như Hào đã được đưa ra ngoài. Người được tung vào sân để thay cho Hữu Tài và Như Hào đó là Phú Nhật và Gia Hiển. Cao Nguyên, Gia Hiển. Và người sắt thành. Đó là pha xử lý của Phi Nghĩa. Tuy nhiên ngay sau đó thì trước sự ép của cao thủ Network FC thì Phi Nghĩa đã phải tháo bóng ra bên ngoài đường biên. Ở sân bên kia thì cao thủ Bất Xoài miền Nam dường như đã nâng tỷ số lên 2-0 trước cao thủ Đỗ Gia Phát. Quay trở lại với trận cầu ngày hôm nay thì tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về cao thủ KFC. Những người đã làm bàn cho cao thủ KFC đó là Hữu Tài và Như Hảo. Phú Nhật. Phú Nhật cũng là một cầu thủ rất quen thuộc trong giới phủ của miền Nam. Phú Nhật cùng với Bonavi đã nhiều năm liền thi đấu trong áo của đội bóng Văn Minh miền Nam và các đội bóng khác tại giới phủ Sài Gòn. Điều đó đang giúp cho hai cầu thủ này có được những kinh nghiệm và lấn lướt trên đội hình của cao thủ Network FC. Cao thủ Bất Động Sản miền Nam đang có liên tiếp những bàn thắng vào lưới của cao thủ Đỗ Gia Phát, thưa quý vị. Đừng chơi đi mũ. Chúng ta nắm cổ. Chơi tầm mạnh. Dậy nữa. Thời tiết hiện tại tại sân bóng Trâm Anh trời đang đổ những hạt mưa rào. Và điều đó đang khiến cho ekip thực hiện của chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc gửi tới quý khán giả để có thể theo dõi trận đấu này. Bonavi. Văn Tài. Bonavi đã có mặt kịp thời để phá bóng trong tình huống. Và xoay sở có phát đạt. Phú Nhật.
tài xác định sẽ có một tình huống phát bóng lên. Cho đội bóng nhét vào FC. Phá đạt. Một pha bóng đánh đầu rất nguy hiểm của Phá Đạt. Bồi Navi. Ra hiểm. Phi Nghĩa. Đây là Phú Nhật. Vẫn là Phi Nghĩa. Phú Nhật. Những pha xử lý sai của cao thủ TFC. Và qua người của Phú Nhật. Dứt điểm ngay. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Phú Nhật. Với việc đang dẫn trước 2-0 thì cao thủ TFC họ đang áp đặt thế trận trước cao thủ Đen Bọc FC. Bồi Navi. Quyền đá biên thuộc về cao thủ Đen Bọc. Ở hiệp 1 này, ngoài sự đóng góp 2 bàn thắng của Hữu Tài cùng với Đức Vinh, chúng ta không thể nhắc tới sự xuất sắc của thủ thành Cao Nguyên bên phía đội bóng TFC. Rất hay. Gia Hiền. Bơ Nha Vi. Đây là Nhật Puma. Phi Nghĩa. Rất chậm dài. Có thể nói với đội hình có chiều sâu như vậy thì đội bóng TFC đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch của giải bất động sản Bình Dương lần này. Phi Nghĩa. Đáng chú ý trong đội hình của ông bầu Đô La Nghĩa đăng ký cho đội hình TFC tham gia đến này thì có sự góp mặt của Hoàng đế Văn Cảm. Tuy nhiên trong trận cầu này thì Văn Cảm đã không thể góp mặt trong đội hình thi đấu của cao thủ TFC. Và như vậy là hiệp 1 của cuộc đối sức giữa cao thủ TFC và cao thủ Network FC đã kết thúc. Kết thúc hiệp 1 của cuộc đối sức ngày hôm nay thì cao thủ TFC đang tạm dẫn trước với tỷ số là 0. Những người đã ghi bàn cho cao thủ TFC đó là Hữu Tài và Đức Vĩ. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ giải lao trong ít phút nữa trước khi quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay.
Vâng, và khu số 1 Bình Dương để tiếp tục theo dõi hiệp 2 của cuộc đối xứng giữa các cầu thủ FC và các cầu thủ Denmark FC trong khuôn khổ vòng 1 của bảng A giải bóng đá các câu lạc bộ bất động sản miền Nam Hoàng Khôi Cup 2019. Kết thúc hiệp 1 này thì cao thủ FC đang là những người dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này, cao thủ FC họ sẽ là người bảo vệ cầu môn phía bên tay trái Teo Manico quý vị. Còn đội bóng Denmark FC sẽ là người bảo vệ cầu môn phía bên tay phải. Đây là Nhật Puma. Cơ hội cho các cầu thủ FC. Quá đáng tiếc cho pha xử lý của Nhật Puma. Sẽ có một tình huống phạt góc cho các cầu thủ FC. Gia Hiển. Bóng vẫn còn trong cuộc. Không kịp rồi. Thủ thành Cao Nguyên đã băng ra rất xa để phá bóng trong tình huống vừa rồi. Ở hiệp 1 này thì Hữu Tài cùng với Đức Vinh đã giúp cho cao thủ FC có được lợi thế dẫn trước với khoảng cách là 2 bàn. Ở trên sân hiện tại thì thủ thành Cao Nguyên của đội bóng FC đang bị đau. Đã có lỗi rồi. Lỗi khá rõ ràng của Ngọc Vương đối với Đức Vinh. Lỗi đẩy sau. Sẽ có một tình huống đá phạt cho cầu thủ FC. Đứng trước bóng đang là Nhật Puma cùng với Gia Hiển. Đây là một cự ly thuận lợi để Gia Hiển có thể nâng được tỷ số lên thành 3-0 cho cầu thủ FC. Đây là một pha phối hợp hay là một pha chiến thắng đây? Một pha phối hợp giữa Gia Hiền và Phi Nghĩa. Cơ hội đã trôi qua rồi. Tiếp tục là một tình huống đá biên nữa dành cho cao thủ FC. Bên phía sân số 2 thì cao thủ bất động sản Nam Dương. Xin lỗi quý vị, bất động sản miền Nam đã có bàn thắng thứ 4 để dẫn trước cao thủ Đỗ Gia Phát với tỷ số là 4-1. Một kết quả cũng đầy bất ngờ tại trận đấu này. Không được, đó là đường chuyền hỏng của Gia Hiển. Dường như cao thủ Denmark FC vẫn đang gặp rất nhiều bế tắc trong những đường lên bóng để có thể tìm kiếm được bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Họ đang vấp phải một hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ thành Cao Nguyên đang chơi rất hay bên phía đội hình của Trẻ FC. Nhịp cú bạc. Đức Vinh. Phi Nghĩa. Đức Vinh đang là người chơi ở vị trí pivot bên phía đội bóng TFC. Đó là tình huống phạm lỗi của Võ Liêm. Với thể hình cao to thì Đức Vinh đang có lợi thế trong những pha tranh chấp đối với hàng hậu vệ bên phía đội bóng Denmark FC. Trọng tài đang dành những lời nhắc nhở cho Đức Vinh cùng với Võ Lượng. Hoàng Trung. Như vậy là đã có bàn thắng cho cao thủ Denmark FC. Người ghi bàn dành cho cao thủ Denmark đó là Quốc Tú. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 trong trận đấu ngày hôm nay. Khá bất ngờ thưa quý vị. Nhật Puma. Không kịp để thực hiện được căng ngang của mình. Nhật Puma. Nhật Puma đã bị phạm lỗi. Đức Vinh. Nhật Puma. Lỗi của Đức Vinh. Theo quan sát của trọng tài.
Nhịp cú ba. Đức Vinh. Phi Nghĩa. Không có bàn thắng. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Nhịp cú ba. Cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc cho các tuyển thủ FC. Vẫn là Nhật Puma. Sau khi Bologna vĩ rời sân thì vai trò của Nhật Puma ở trong trận đấu này là rất quan trọng. Như vậy là Nhật Puma đã rời sân để nhường đúng vị trí cho Bologna vĩ. Bologna vĩ. Phi Nghĩa. Gia Hiển. Bóng vẫn trong sân. Như Hảo. Vẫn đang là những pha liên chuyền bóng thường xuyên của cao thủ FC. Gia Hiển. Bologna vĩ. Có thể dứt điểm. Đó là pha xử lý của Bologna vĩ. Một pha dứt điểm từ khá xa. Hoàng Hưng. Giải bóng đá các câu lạc bộ Bắc Sạn Bình Dương Cúp Hoàng Cầu 2019 được diễn ra vào ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 7. Trọng tài đã dành những lời nhắc nhở cho cầu thủ Hoàng Hưng bên phía đội bóng Nhất Bọc FC. Phi Nghĩa. Gia Hiển. Càng ngang đi. Cơ hội phản công cho tuyển Bọc FC. Để mất bóng rất ngớ ngẩn. Bơ Đa Vĩ. Đây là Như Hảo. Như Hảo. Có thể dứt điểm. Bàn thắng thứ 3. Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ TFC. Một pha làm bàn rất đẹp mắt của cầu thủ mã số 4 Gia Hiển. Trước đó là một pha quan sát và một đường truyền rất hay của Như Hảo. Khoảng cách lại được tái lập lên thành hai bàn cho cầu thủ TFC. Hoàng Hưng. Phi Nghĩa. Gia Hiển. Bồi nào đi. Giật thẻ. Bồi nào đi đã để mất bóng rồi. Phát đạt. Hoàng Hưng. Phá sơ điểm từ khá xa của Hoàng Hưng. Tại trận đấu số 2 thì tỷ số giữa cao thủ Đỗ Gia Phát và cao thủ Bất Động Sản Miền Nam vẫn đang là 4-1 nghiêng về cao thủ Bất Động Sản Miền Nam. Hoàng Hưng. Phát đạt. Mật bóng rất nguy hiểm. Gia Hiển. Như Hảo. Qua người rất hay. Đây là Phi Nghĩa. Như Hảo. Cơ hội. Không có bàn thắng thứ tư. Đó là pha dứt điểm của Như Hảo. Tuy nhiên bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cao thủ TFC. Bologna vĩ. Như Nghĩa. Đã có lỗi. Pha phạm lỗi của Hoàng Trung. Bologna vĩ đã tỏ ra rất khôn khéo trong pha bóng vừa rồi.
Tony Avi tiếp tục sẽ là người thực hiện pha đá phạt đây. Vẫn tiếp tục là một pha đá phạt không thành công của Bohun Avi. Phạt đặt. Rồi. Người vừa bỏ lỡ cơ hội. Đó là Văn Tài. Đá biên cho cao thủ Netball FC. Hữu Tài bên phía đội bóng FC đã được tung vào sân. Như Hảo. Bùi Na Vi. Hữu Tài. Vẫn đang là Hữu Tài. Những pha xử lý khá chậm rãi của cao thủ FC. Họ đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số là 2-0. Họ đang có những đường truyền nhằm rối loạn đội hình của cao thủ Nét Độc. Cơ hội vào rồi. Bàn thắng thứ tư dành cho cao thủ FC. Và người vừa điền tiền lên bảng tỷ số cho cao thủ FC đó là Như Hảo. 4-1. Khoảng cách đã được nới rộng lên thành 3 bàn. Hoàng Trung phát đạt. Bơ Na Vi ra hiện. Giật thẻ. Đây là ra hiện. Hữu Tài. Rồi. Chưa có bàn thắng cho Hữu Tài. Phát đạt. Một pha dứt điểm từ khá xa của một cầu thủ bên phía đội bóng Netball FC. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi của anh lại đi không thành công. Hữu Tài. Hữu Tài đã có được một bàn thắng ở hiệp thi đấu đầu tiên đây rồi. Và anh đang cố gắng để có được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha bắt bóng rất nguy hiểm của Ngọc Khỉ. Bóng đã đập trúng cột sòng của thủ thành Cao Nguyên trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên chưa có bàn thứ hai cho các thủ Netball FC. Như Hảo. Hữu Tài. Đây là Gia Hiển.
phát đạt. Thêm một pha dứt điểm từ xa nữa. Vẫn đang là những tình huống khá bế tắc của cao thủ Network FC. Dường như ở hiệp 1 này, dường như ở trận đấu này thì họ đang gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Đó là cao thủ TFC. Quang Trung. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu giữa cao thủ KFC và cao thủ Network FC trong khuôn khổ lượt 1 bảng A của giải bóng đá Bất động sản Bình Dương Cúp Hoàng Khôi năm 2019. Kết thúc trận cầu ngày hôm nay thì cao thủ KFC đã giành thắng lợi với tỷ số là 5-1 nhờ những pha lập công của Hữu Tài, Nhật Puma, Như Hảo, Đức Vinh và Phi Nghĩa. Tới đây thì ekip của Phú Bình Dương xin nói lời tạm biệt tới quý khán giả và các bạn, và hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn ở những trận đấu tiếp theo tại giải bóng đá Bất động sản Bình Dương Cúp Hoàng Khôi. Xin chân trọng cảm ơn.